Cái này cái nó vừa công nha các bạn. Cái này tận dụng được cái chốt cành số 1, chỉ có cái chốt cành số 2 luôn lên ngọn. Mốt mình uống một cái cành điểm như thế này nữa, hoặc là mình uống hai bên thôi cũng được, nhị diện. Cây này thì cái chiều cao nó khoảng 25 thôi, 24, 25 thôi, 24 thôi nè. Để cho nước cho các bạn coi nè. Nó nằm trường dài như hình thú. Đo chỗ này thì nó bự lắm nha các bạn, mình đo chỗ này thôi. Còn chỗ này 35 nè. Còn chỗ này thì nó trường dài. 35 thôi. Chiều cao nó khoảng 25. Cây này mốt lấy mặt tiền đây luôn các bạn. Mốt nó có cái chốt cành sẵn rồi, chốt cành nó có chốt cành số 1 nè, hồi xưa chắc cây mẹ là nó nhảy cây này là cây mẹ này nha. Nhưng mà nó nhảy lên cái tược chỗ này tược nước. Theo thời gian thì cái cây này thì thành cây chủ luôn, cây bự luôn. Cây này nó bị teo lại nên nó thành cái chốt cành luôn. Mấy cái này là cây khai thác ngoài tự nhiên hoàn toàn luôn bạn. Chưa có làm, chưa có đá động tới gì, chưa có làm được ngày nào á. Cây khai thác ngoài tự nhiên, phôi ha. Cây này nuôi lắm, khúc trên nuôi dữ dội nữa. Khúc này nó bị chìm dưới đất nè. Bạn thấy cái màu da nó hơi khác cái màu da trên này không? Nó bị chìm phần này nè. Khui xuống tới đáy. Nó bị chìm. Lúc này nó mới nằm trên mặt đất này, mới nó nuôi dữ lắm. Đu công nha bạn. Cây này uống lẹ tàn lắm, nó có chỗ cành sẵn hết ráo lên ngọn. Cây này thì uống thì lẹ đó, ra tàn cũng lẹ đó. Nó có mấy cái chỗ cành sẵn ráo nó mọc, chắc chắn sẽ mọc trúng luôn, mọc đây, đây, đây. Uống hai bên cũng được, rồi uống một cái cành điểm cái chỗ này lên đó thôi. Rồi uống thêm một số cành điểm cái chỗ này cũng được, nó tùy theo như này, tùy theo cách suy nghĩ của mọi người. Nếu mà mình lấy mặt tiền ở đây á, mình sẽ uống cái ngọn ở đây, tàn ở đây, tàn ở đây, với một số cành điểm ở ngoài sau lưng nha bạn. Một hai cành điểm cũng được, không nhất thiết là một cành nha bạn. Không phải như cái bài 1 2 3, giờ xu hướng thì mình muốn 2 3 cành đây cũng được. Đây nó có hai cục ngu nè, mình uống thêm một cành đây, một cành đây cũng được. Ra nó sẽ rậm ở phía sau hơn. Rồi mốt mình uống cái cành cái cây của mình nó nhìn nó kín cây hơn. Còn anh còn không thích uống thì cứ uống hai bên luôn cũng được, nhìn chơi cái vị trí uống hai bên nhị diện như mấy như hồi xưa mấy ông già xưa cũng uống kiểu nhị diện, nhìn hai bên. Uống nhị diện thì lên ngọn là nó, mình lật qua bên đây nó cũng vậy, mà mình lật qua bên đây nó cũng, cái tàn nó cũng giống nhau luôn, nó chia ra có hai bên. Đủ công nha các bạn.